Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài. Người hợp với bạn là ai? Dấu hiệu để tìm ra họ. Nếu như bạn nhìn thấy cái video này, xem như bạn hữu duyên. Và hôm nay các bạn sẽ chọn tụ bài phù hợp với năng lượng của mình. Mình sẽ đếm từ 6 tới 1 và các bạn sẽ kết nối với cái tụ bài bạn cảm thấy mình có kết nối nhất. Sau đây mình bắt đầu đếm 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vì thông điệp trong mỗi cái tụ bài sẽ có rất là nhiều, hy vọng là các bạn sẽ tiếp nhận thông điệp nào phù hợp với mình và tiếp nhận với tinh thần cởi mở nhất. Xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ 1. Đầu tiên là thông điệp muốn gửi đến các bạn là hãy nuôi dưỡng cái tình bạn trong mối quan hệ của các bạn, bởi vì nó sẽ giúp cho các bạn cải thiện tình cảm của mình rất là nhiều. Tức là trong cái mối quan hệ, các bạn phải nên xây dựng một cái tình cảm dựa trên tình bạn, tri kỷ, nơi mà hai bạn có thể thấu hiểu lẫn nhau, có thể tâm sự, giải bày tất cả mọi chuyện. Đây là cái tiêu chí mà vũ trụ muốn gửi đến các bạn. Khi mà lá bài tám gậy này xuất hiện, nó báo hiệu rằng đã đến cái thời điểm thích hợp để các bạn tìm kiếm một người yêu. Và có vẻ như các bạn đã bỏ ra khá nhiều thời gian để phát triển bản thân, để thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng đôi lúc bạn quên mất việc để ý đến các tín hiệu, do đó bạn bỏ lỡ những cơ hội tốt. Và cơ hội tốt ở đây là bạn hãy để ý tới những cái tình cảm của người bạn của mình, những người xung quanh bạn, những đồng nghiệp hay là người học chung. Bởi vì họ là cái người gần nhất, cái người mà thấu hiểu bạn nhất. Có thể là họ có tình cảm với bạn, nhưng bạn lại lo bận biểu đi nhìn những cái người khác, hướng tới những cái người khác, cho đó họ giấu thầm lặng trong lòng. Tuy nhiên các bạn đừng có lo lắng, sắp tới sẽ có một sự việc khá bất ngờ sẽ mang đến niềm vui cho bạn. Nó ám chỉ rằng bạn đã bỏ quá nhiều sức lực vào việc cải thiện bản thân rồi. Nhưng mà các bạn cũng phải ra tín hiệu là các bạn đang độc thân, các bạn sẵn sàng cho mối quan hệ mới, thì đối phương họ mới dám tiến tới với bạn được. Khi bạn tỏ ra cái năng lượng đó thì họ sẽ bắt đầu dao động và họ sẽ tiến tới bạn mà thôi. Tuy nhiên cái lá bài bảy kiếm này hàm ý là các bạn phải xem xét lại, bởi vì nó truyền tải một thông điệp rất rõ ràng là cái sự tin tưởng lẫn nhau là yếu tố cực kỳ quan trọng khi các bạn tiến vào cái mối quan hệ mới. Đừng có chạy trốn tình yêu, bởi vì khi này sẽ có một người xuất hiện. Và bạn cũng đừng đặt nghi vấn cũng như đặt ra những câu hỏi hay khó khăn cho người khác, bởi vì cái việc kích động sẽ khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Có dấu hiệu là các bạn sẽ gặp cái người này trong cái môi trường làm việc, học tập hay là tôn giáo, cái hội đoàn rồi các bạn. Các bạn đừng có ngần ngại nói chuyện với người này ha. Biết đâu cái người này sẽ là người yêu lý tưởng của bạn. Đây là cái thời điểm mà bạn sẽ gặp được với người yêu trong mộng. Đừng cố tránh mặt cho dù bạn không có hứng thú để tiến vào mối quan hệ. Cái người tình tiềm năng này sẽ dần tiến tới và trở thành người yêu gắn bó, gắn kết với bạn hơn bao giờ hết. Do đó bạn hãy cố gắng giữ cân bằng và phát triển bản thân của mình. Hãy sống theo một cách rất là đàng hoàng, công khai. Đừng có che giấu những cái quá khứ buồn khổ của mình. Xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ 2. Thông điệp của các bạn là các bạn sẽ có mối quan hệ teamlam, một cái đam mê bùng cháy. Đây là một mối quan hệ tương phản nhau về một góc độ hay nhiều kiếp sống rồi. Cái mối quan hệ này sẽ thúc đẩy rất là mãnh liệt của bạn trong quá trình giác ngộ của một con người thông qua tình yêu. Là các bạn sẽ gặp một cái người hoàn toàn đối lập với các bạn, nhưng mà cực kỳ có sức hút mãnh liệt vào nhau. Mối quan hệ này rất là dữ dội lúc ban đầu, mà nếu như các bạn qua được thì sau đó phần thưởng tuyệt vời là số 1, là tình yêu, là sự an toàn, là yên bình tuyệt đối trong mối quan hệ này. Khi mà lá bài 10 tiền này xuất hiện thì chứng tỏ cái người mà bạn sẽ gặp hợp là một cái người rất là kinh doanh giỏi, hoặc là cái sự giàu có của họ. Đây là một cái người không có lo lắng về công việc kinh doanh của mình, bởi vì họ có sự giàu có và đủ đầy. Và cái người này rất là thành công về mặt vật chất, cho đó đôi lúc họ sẽ bị rất là bảo thủ và họ luôn luôn muốn một cái gì đó hướng theo cái sự truyền thống. Và họ là một người sống theo một cái kiểu là đại diện cho những quy tắc và tuân theo những cái hướng dẫn đã có từ trước. Một người rất đạo đức và một người có nề nếp gia đình rất là gia giáo và giàu có và đủ đầy nha các bạn. Và có một cái dấu hiệu là tình yêu sẽ bước tiến vào cuộc đời của các bạn rất là nhanh chóng, và đến mức đến cho đầu óc của bạn quay cuồng luôn. Do đó mà các bạn phải cởi mở hơn để gặp được họ. Và một số các bạn đang cảm thấy là mình rất ổn rồi, mình thấy được sự thanh bình và niềm vui trong bản thân của mình rồi. Do đó các bạn hãy ghi nhớ cái khoảnh khắc này, để những khi lúc khó khăn xuất hiện là bạn sẽ có hồi tưởng là cái thời gian hạnh phúc
mà làm cái niềm tin cho mình bước tiến trong cuộc sống này. Và cái người đến với bạn sẽ chia sẻ những giá trị cho bạn nè, và bạn cũng phải chia sẻ giá trị của bạn cho họ. Và có thể cái người mà bạn muốn ổn định cuộc sống và có mối quan hệ rất lâu dài, bởi vì cái mối quan hệ team plan là cái mối quan hệ rất là tương phản bạn. Hai bạn hoàn toàn khác nhau luôn, xuất thân, gia đình, tất cả mọi thứ đều khác, nhưng mà các bạn đã trải qua được những giai đoạn khó khăn, những cái xung đột, thì hai bạn sẽ tiến rất là sâu sau mối quan hệ sau này. Và người này có thể là cung đất, gồm là kim ngưu, sử nữ và ma kết nha các bạn. Và các bạn sẽ có một cái cuộc gặp gỡ của những cái mặt đối lập với mình. Đó là sự hòa nhập tất cả những cái thứ bị chia cách. Đó là hai loại về không gian, thời gian, cũng như là khác biệt với nhau rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta phải cảm nhận là cái sự phối hợp với nhau, đừng có phán xét, có thể gây hiểu lầm. Và nếu như các bạn muốn gặp người này thì các bạn đừng có quá khắt khe với bản thân mình. Đừng có đánh giá bản thân mình là không có đủ tự tin để tiến với họ. Bạn cần thoải mái hơn, lắng nghe cảm xúc của mình. Sự đánh giá và suy xét sẽ khiến cho người để ý đến bạn bị tổn thương rất là nhiều. Điều này sẽ đẩy họ rất là xa. Và nó cũng khuyên các bạn là cần phải cân nhắc trước khi hành động và là cái lời nói của mình, và dám chịu trách nhiệm nếu như các bạn muốn đi xa với nhau trong mối quan hệ khi bạn tiến tới với cái người này. Và đương nhiên rồi, cái việc quyết định cuối cùng tạo nền tảng để cho mối quan hệ tiến tới đều do bạn hết đó. Do đó các bạn phải khôn ngoan nè, chu toàn khi đưa ra quyết định cuối cùng là mình chọn có tiến tới cái đối tượng này hay không. Và cái người này sẽ sống ở một cách bạn đại dương hoặc là biển cả. Có thể là đối tác của bạn, cái người đối tượng tiềm năng này đang sống ở một quốc gia riêng biệt so với bạn. Khi mà các bạn có cơ hội gặp người này á, bạn phải lưu ý đến cái việc là bạn không có cơ hội thứ hai để tạo ấn tượng với họ đâu ha. Xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tuổi 3 và thông điệp của các bạn là khéo léo hơn. Hãy cho đối tác của các bạn có một cái không gian riêng, bởi vì cái lòng tin và đặt niềm tin vào họ là cái điều quyết định trong cái mối quan hệ các bạn tiến tới sau này. Và lời nhắc của vũ trụ là muốn muốn các bạn phải luôn đặt tin tưởng và niềm tin vào đối tác của mình hơn so với lần trước kia khi bạn không có sự tin tưởng. Bởi vì cái đặt niềm tin là một trong cái điều tiên quyết cho một cái mối quan hệ lâu dài. Khi mà các bạn mất đi 10% của sự niềm tin thì mối quan hệ đó cũng chắc chắn là sẽ chia tay và không đạt được kết quả tốt sau này. Bạn sẽ gặp được một cái nhân vật rất là bác ái, bao dung và tốt bụng, có quyền lực nữa. Nhưng mà khiến cho cái người này rất bị kìm nén về cảm xúc nha. Mà cái người này sẽ điều khiển cảm xúc của người khác rất là nhiều. Vì khả năng thấu cảm của người này nên rất là giỏi nắm bắt và thao túng. Và đối tượng sẽ lớn tuổi hơn các bạn, một người rất thông tệ và có hành động thiên về cảm xúc, rất tốt bụng, rất hiểu biết, biết lắng nghe và thông cảm. Và các bạn nên để ý đến sếp hoặc là trưởng phòng hoặc là những người thầy của mình. Đây là những người bạn tâm giao rất trưởng thành. Đây là một cái người có khả năng giảng hòa với những mối bất hòa trong xã hội và những mối quan hệ đang rất là căng thẳng. Hãy chú ý đến người này nha các bạn. Đại diện cho một hình ảnh đã trưởng thành, có vị trí ổn định và quyền lực trong công việc. Và khả năng người này sẽ giấu đi cảm xúc của mình khi mà họ thích bạn, bởi vì họ sợ đem cái điểm yếu ra phơi bày sẽ không tốt cho chức vụ của họ hoặc cái gì hết á. Vì đây là cái người thông minh, hài hước và dễ chịu, bởi vì họ hiểu rõ là cảm xúc của chính mình. Do đó khi mà họ muốn lại gần bạn thì họ phải có cảm tình, và họ luôn muốn cho gây bạn trong cảm giác là tò mò và hôn hút. Nhưng mà chính bạn sẽ cảm thấy rất bực bội vì thắc mắc không biết cái tính cách thực sự của họ là gì hết á. Nhưng khi mà các bạn rơi vào cái lưới tình của họ rồi đó, thì bạn sẽ thấy đây là một người nội tâm nè, tình cảm phong phú nè. Họ sẽ đem lại cho bạn cảm giác yên bình và ổn định luôn á. Một hình mẫu rất là lý tưởng cho tình yêu. Và họ khai đại diện cho cung song ngư, cự giải, bầu cạp. Bạn sẽ gặp họ ở rất nhiều ở nơi về cái lĩnh vực sáng tạo, lĩnh vực nghệ thuật, những cái nơi mà bạn đang sống và cái nơi làm việc của các bạn. Bởi vì cái người này rất là hoàn hảo với tình yêu, do đó họ sẽ được cạnh tranh cũng như rất nhiều người sẽ nhìn ngó tới họ. Do nếu như các bạn có bước mối quan hệ người này thì các bạn nhớ là mình phải đặt niềm tin vào cái mối quan hệ này, bởi vì nó là cái nền tảng để các bạn có thể xây dựng một mối cam kết lâu dài. Tuy nhiên có dấu hiệu là cái người này có quá cái nhiều sự lựa chọn, bạn là một trong những người đó. Cho đó là các bạn phải đừng có suy nghĩ diễn dông và sống một cái thế giới mơ mộng nữa, mà các bạn phải tập trung vào cuộc sống mình, sống chính bản thân mình, khi đó mới hôn hút được họ.
đừng có quy lệ, đừng có mà mình tỏ vẻ ra mình rất là cần họ các bạn. Mình phải chứng minh là mình là một người độc lập, mình tự chủ. Thì khi đó mình mới thu hút được cái người này. Bởi cái người này là cái người rất là trưởng thành. Họ đọc được những suy nghĩ của bạn. Họ biết bạn muốn làm gì. Họ biết bạn muốn cần gì luôn. Rất là thao túng được tâm